Minh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện gia đình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt thực hiện. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tình trạng thừa cân béo phì đang gia tăng ở mức báo động. Nhiều phương pháp giảm cân được áp dụng như tập thể dục, ăn kiêng, uống thuốc, phẫu thuật thắt đai dạ dày. Liệu phương pháp nào sẽ giúp người thừa cân giảm cân hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là câu chuyện giảm cân của gia đình chị Thư trong tiểu phẩm sau đây. Asino Sumo, anh đi làm nha. Quay! Anh mới nói gì vậy? Asino Sumo. Là gì? Em đó. Anh kỳ quá. Em không thích. Em thích anh kêu em bằng bé thôi à. Bé bự ha. Mà khoan. Chuyện gì? Bỏ cảm xúc. Anh nghĩ sao vậy? Đáng đâu? Quần áo thì không một nếp nhăn. Cái gì vậy? Trời ơi, riết mà làm như tôi là cái con ở trong nhà. Mày hửi mà hít cái gớm không? Cái gì vậy? Ông đâu phải là người nổi tiếng đâu mà tự nhiên sáng sớm ra là phải chuốt tóc cho bóng láng, rồi quần áo phẳng phiu, rồi xịt dầu thơm tùm lum tùm la là sao hả? Trời ơi, bây giờ đi ra đường ăn mặc cho nó đẹp, ăn mặc đẹp thì đi ra đường người ta khen, khen thì bà mới nở lỗ mũi, đúng không? Nhưng mà ông quay ngoắt 180 độ luôn, lạ lắm. À, hay là có mèo mã gà đồng ở ngoài rồi đúng không? Có người khác rồi chứ gì? Nếu mà nói tôi xây 180 độ thì em cũng phải xây theo tôi đi, đúng không? Là sao? Giảm cân đi. Nè, bây giờ tôi hỏi em nè, em cao bao nhiêu? 1m68. Cân nặng được nhiêu? 98kg à. 1m68. Ừ. Thì cái cân nặng cũng phải 68kg cho nó song song, nó đừng có so le, đúng không? Chứ cân nặng quá hớp như vậy em có được đâu. Được chưa? Suy nghĩ kỹ đi. Ừ thì được, thì sẽ cố gắng. Ráng cố gắng nha chứ không có sẻ. Thôi bây giờ anh đi làm á, mà nhớ ở nhà chút xíu có đi chợ á, mua thức ăn á, mua cái đồ mà đừng có chất béo. Nhớ tôi dặn lại lần thứ hai. Nhớ kỹ cái vụ đó nha chưa? Không chất béo là rau hả? Nhấn lại là đừng có chất béo, hiểu chưa? Hiểu chưa? Em sẽ giảm béo. Cảm ơn Sumo. Cái gì kỳ vậy? Nói vậy cũng còn kêu người ta Sumo là sao? Chắc chắn là có mèo mã gà đồng. Trời ơi. Giảm cân. Ổng thì càng ngày càng đẹp trai, tập thể dục, ăn kiêng, càng ngày càng gọn người. Còn mình càng ngày càng mập. Không được. Muốn giữ chồng phải hạ quyết tâm giảm cân, giảm cân, giảm cân. Mà giảm bằng cách nào? Lâu quá không lại vậy. Lâu không? Trời ơi, lâu quá không lại chơi nha. Bây giờ lại nè. Bây giờ lại thường xuyên nha. Để em vô mở cửa nha. Rồi chị em mình vào trong nói chuyện tiếp ha. Nhưng mà không được. Cái chuyện gì nữa? Lâu quá mới gặp. Bây giờ cho ôm một cái nữa mới mở cửa vô, đúng không? À. Mày trước khi ôm em phải nhắm mắt lại để em tận hưởng cái sự ôm ấp của chị em mình, đúng không? Ừ. Chuẩn bị. Vô nè. Ủa, nãy gọn gàng lắm sao giờ phì nhiêu quá vậy? Trời ơi, cái mặt với tôi hả? Sao vậy hả? Ông nghĩ làm sao mà ông lừa gạt tôi, ông dắt nhân tình nhân ngãi về đây đứng trước cửa nhà ôm ấp vào vặn mặt tôi đúng không? Nhân tình nhân ngãi nào? Bà biết đây là ai không? Đến. Ai thấy kệ, tôi không cần biết, tôi chỉ biết đó là một cô gái trẻ đẹp mà ông mới đem về nhà đó. Nè em ơi là em, chị nè, chị Mai con của bác Sáu nè. Đừng có già mồm lẻo khẩu, làm gì chị Mai tôi có nhiêu đây. Chị Mai nè em. Đó, nhìn kỹ đi. Chà, cái mặt này đúng là Mai rồi nè. Ừ. Nhưng mà cái tướng này là mốt á. Trời ơi, không có riêng gì hai em đâu. Ai mà nhìn chị cũng tưởng chị là người mẫu không à. Trời ơi chị Mai đó. Sao giờ này chị nhó đúng vậy chị Mai đó. Đúng không? Biết sao không? Sao chị sao? Giảm cân thành công rồi. Cho nên ngày hôm nay chị qua đây á, chị chỉ em nè. Chị em hả? Đúng rồi.
rồi. Không yêu quý gì chị chỉ em giùm đi chứ ông chê em quá à. Việc đầu tiên á là em phải có chế độ ăn thích hợp. Chế độ ăn thích hợp là chế độ dinh dưỡng đó. Dạ. Ừ. Rồi sao nữa chị? Rồi là phải cân đối, thường xuyên tập thể dục thể thao. Vậy là phải siêng năng không? Chứ sao? Và có một điều quan trọng nhất chị? Đó là em phải dùng thuốc để giảm hấp thu chất béo trong thức ăn. Thuốc giảm hấp chị thu chất béo. Chị có cái món quà này chị tặng em nè. Tên tên tên. Ui, cái này hả? Khoái rồi. Khoái rồi, khoái rồi. Chị, có thiệt là em sẽ giảm được cân không chị? Bảo đảm với em, những lời chị nói em cứ làm đúng y chang bài bản như vậy, em sẽ có vóc dáng giống chị. Chị, hôm nay em nhìn thấy chị rồi, một chút dáng thon gọn như vậy, em phải hạ quyết tâm thôi. Cố gắng ha. Phải hạ quyết tâm nha. Dạ. Còn nếu mà không hạ đó thì tôi cho lên thượng luôn. Mà lên thượng là biết gì không? Là sao? Tôi đi kiếm người khác, tôi giao lưu ráng chịu à. Ông dám? Ủa, tôi đâu phải thái giám đâu mà ông dám. Thôi mà, em sẽ giảm cân nha. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng của chị Thư trong câu chuyện vừa rồi dường như là tâm trạng chung của rất nhiều người khi rơi vào tình trạng thừa cân béo phì, đặc biệt là chị em phụ nữ. Lúc này thì chúng ta thường lo lắng và tìm mọi cách để có thể giảm cân nhanh nhất. Nhưng giảm cân như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? Thì ngày hôm nay chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu qua phần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thị Hiền Thu đang công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Hiền Thu đã dành thời gian tham gia cùng chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Tuyết Vinh, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước hết thì Tuyết Vinh xin nhờ bác sĩ có thể phân tích những nguyên nhân nào để dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì ạ? Nguyên nhân cơ bản của thừa cân béo phì thì rất là đơn giản. Đó là chúng ta bị mất cân bằng giữa cái năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao. Khi mà cái năng lượng mà ăn vào nhiều hơn thì chúng ta sẽ bị tích lũy lại và cứ từ từ chúng ta sẽ tăng cân. Chỉ có một số rất ít các chị em là ví dụ mình bị có một số các bệnh lý mà phải sử dụng thuốc như là thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm hay là chống lo âu đấy. Một số thuốc như là điều trị bệnh thận, lupus thì có thể là làm hơi bị giữ nước với một thời gian dài thì có thể làm hơi tăng cân. Tuy nhiên thì cái lý do mà hay gặp nhất, ai cũng biết nhưng mà không phải dễ thực hiện, đó là chúng ta thường hơi qua loa với bữa ăn sáng, bữa ăn trưa mà lại ăn quá thịnh soạn vào bữa tối. Ngoài ra với những chị em mà đã hơi bị dư cân rồi ấy, thì lại hay có khuynh hướng là chúng ta sẽ nhịn bữa ăn sáng. Lúc đầu thì có vẻ có hiệu quả đấy, bởi vì là chúng ta đã giảm được cái năng lượng ăn vào. Nhưng khi cơ thể chúng ta báo động rằng là đã bị thiếu năng lượng và sẽ bị gọi là tiết kiệm lại đó, thì bữa trưa, bữa tối sẽ hấp thu cho bằng hết. Và như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào giữ được cái cân nặng của chúng ta. Lý do cuối cùng rất hay gặp đó là khi mà chúng ta bị stress. Khi căng thẳng quá thì rất dễ đến chuyện là chúng ta ăn vào không thể kiểm soát được cái lượng thức ăn và như vậy thì chúng ta sẽ làm tăng cân. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì dường như giảm cân thì cũng không hẳn là khó nhưng mà chúng ta phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Vậy thì nguyên tắc đó là gì thưa bác sĩ? Nguyên tắc cơ bản cho vấn đề giảm cân đó là chúng ta giảm năng lượng ăn vào và tăng cái năng lượng tiêu hao. Đối với những chị em mà đã hơi có dư cân thì chắc chắn là chúng ta cần phải xây dựng một cái thực đơn thật nghiêm túc. Và chúng ta tuân thủ với cái hai nhóm thực phẩm bắt buộc phải giảm. Đó là thứ nhất là nhóm chất béo. Giờ chúng ta hạn chế ăn thịt mỡ, da gà, phủ tạng động vật, các thức ăn mà chiên xào là hạn chế tối đa. Thứ hai là chúng ta cần giảm các nhóm thức ăn mà ngọt, có nhiều chất bột đường, giàu năng lượng như là xôi, bánh ướt, hay cơm hay là các loại bánh kẹo ngọt và tất cả các loại nước có vị ngọt. Kể cả là các trái cây ngọt như là sầu riêng hay là xoài hay là nhãn, vải. Đều phải hạn chế tối đa. Bên cạnh đó thì chúng ta cần chú ý tới hai cái cần tăng. Thứ nhất đó là tăng rau xanh và các trái cây ít ngọt. Khi mà trước mỗi bữa ăn ấy, chúng ta ăn một chén rau trước thì như vậy sẽ làm cho cái dạ dày của mình được thỏa mãn cái cơn đói và cảm thấy là đầy đầy rồi, cho nên chúng ta sẽ ăn cái lượng thức ăn sau đó ít đi. Thứ hai là cái chất xơ mà có sẵn ở trong rau xanh ấy, sẽ làm cuốn những cái thực phẩm mà có béo nhiều và có thể tăng tống ra ngoài hơn. Một điểm nữa là khi chúng ta ăn tăng cường rau xanh với trái cây ít ngọt đó, thì sẽ được bổ sung các vitamin và khoáng chất. Cái này rất dễ thiếu hụt bởi vì chúng ta đang giảm cân, chúng ta đang giảm ăn mà. Chúng ta còn một cái tăng nữa, đó là tăng cường vận động. Nếu chị em nào chưa từng vận động thì chắc chắn chúng ta cần phải có một cái kế hoạch là chúng ta tham gia một môn thể thao nào đó. Có thể là không cần phức tạp, chúng ta đi bộ, chạy bộ hay là bơi lội, đánh cầu lông, tập yoga, ví dụ như vậy. Với cái hình thức đều đặn là 60 phút mỗi ngày và cố gắng được 3-4 lần trong tuần. Vừa rồi thì Tuyết Vinh có để ý rất là kỹ. Vinh thấy là
Những điều mà bác sĩ vừa chia sẻ thì gần như là ai có mong muốn giảm cân cũng đều có thể nắm rõ được. Nhưng mà tại sao mặc dù là những cái nguyên tắc đó không hề khó nhưng mà để đạt được kết quả như mong muốn thì lại là một điều không hề đơn giản, thưa bác sĩ? Tuyết Vinh nói đúng đấy. Cái nguyên tắc thì vô cùng đơn giản, nhưng mà để thực hiện đạt được hiệu quả thì chúng ta cần có thêm 5 cái chú ý. Chú ý thứ nhất là tuyệt đối không được bỏ đói cơ thể. Chị em mình lúc nào cũng phải đảm bảo là dạ dày mình có đồ ăn. Chúng ta ăn 3 bữa chính, có thể thêm 2 bữa phụ từ trái cây hay là các loại sữa tươi mà ít đường tách béo. Nguyên tắc thứ hai có vẻ hơi khó thực hiện hơn, đó là chúng ta không được chìm đắm vào các bữa tiệc. Nếu mà chúng ta đi ăn tiệc thì chúng ta hãy nhớ là chỉ chọn những thực phẩm ít năng lượng mà giàu chất dinh dưỡng. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta cần ăn chậm, nhai kỹ. Bởi vì nếu chúng ta ăn quá nhanh thì khi mà tín hiệu báo lên não là đã no thì chúng ta là thực sự quá no. Và như vậy thì chúng ta không kiểm soát được cái lượng thức ăn ăn vào. Chúng ta chỉ ăn khoảng 7 phần ở dạ dày thôi, lưng lửng. Nếu cần thì chúng ta ăn các bữa phụ tiếp theo. Nguyên tắc thứ tư đó là thường xuyên uống nước lọc. Với khi cái quá trình mà mình cứ uống như vậy thì mình sẽ giảm được cái cảm giác mà mình sẽ thèm ăn vặt đi. Thứ hai là mình sẽ không uống những cái loại nước khác như nước ngọt hay là cà phê, hay tất cả các loại nước mà có nhiều năng lượng hơn. Và lưu ý cuối cùng đó là không được ăn trễ sau 8 giờ, tức là 2 tiếng trước khi mà chúng ta sẽ lên giường ngủ. Bởi vì khi chúng ta ăn trễ như vậy thì bao nhiêu năng lượng nó không có chuyển hóa đi đâu cả và sẽ chỉ tích tụ làm cho cái vòng hai của chị em mình tăng lên thôi. Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà bên cạnh việc là ăn uống hợp lý hơn, tập luyện giống như bác sĩ vừa chia sẻ thì hiện nay Tuyết Vinh thấy là nhiều chị em khi mà nôn nóng muốn được giảm cân thì còn dùng kèm theo các loại thuốc giảm cân nữa. Vậy thì bác sĩ có lưu ý gì dành cho tất cả mọi người khi sử dụng những loại thuốc này ạ? Trên thị trường hiện nay thì chúng ta đang có 3 cái nhóm thuốc giảm cân. Thứ nhất là cái nhóm gọi là ức chế thần kinh trung ương, ức chế cái cảm giác thèm ăn. Thì cái này quá nhiều tác dụng phụ cho nên các bác sĩ cũng không khuyến khích sử dụng. Nhóm thứ hai đó là các thực phẩm chức năng. Thì cái này theo kiểu truyền miệng, tức là chị này dùng thấy hiệu quả cái truyền cho chị khác. Tuy nhiên mà cái hiệu quả giảm cân tới đâu thì chưa có một cái công trình nào nghiên cứu một cách nghiêm túc. Cho nên là khi sử dụng những thực phẩm này thì chị em mình để ý chúng ta phải đọc kỹ, thật kỹ hướng dẫn. Những cái loại mà để làm tăng sổ ra thì như vậy sẽ mất nước rất là nhiều. Và như vậy chị em mình giảm cân nhưng mà là giảm nước và mất nhiều khối cơ, trong khi cái thành phần chất béo thì không có giảm được và chúng ta vẫn béo phì. Nhóm thứ ba là nhóm mà hiện nay đang thấy rằng là có hiệu quả cao nhất, đó là nhóm ngăn ngừa cái sự hấp thu chất béo cũng như là tăng thải chất béo. Như Oxlistat có thể là thải được khoảng 30% cái lượng chất béo ăn vào hàng ngày. Như vậy rất hiệu quả với một bữa ăn có nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, để có hiệu quả thì cần phải có chế độ ăn ít tinh bột cũng như là phải tăng cường vận động thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một kết quả như ý muốn. Xin được cảm ơn bác sĩ Hiền Thu rất nhiều đã dành thời gian cùng chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những thông tin bổ ích với quý vị khán giả của chương trình. Thưa quý vị khán giả, còn ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin tiếp theo trong chuyên mục Cẩm nang gia đình. Để thông tắc bồn rửa, làm sạch vết bẩn trên tường với những mẹo nhỏ sau, bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này mà không hề tốn kém. Lau sạch tường bằng máy sấy. Để loại bỏ vết bút chì từ các bức tường, bạn cần lấy một cục tẩy để xóa những vết vẽ ấy. Sau đó hãy sử dụng một chiếc máy sấy bật chế độ gió để loại bỏ các hạt mịn của cục tẩy và cuối cùng lau sạch bằng khăn khô. Dùng muối và baking soda để thông tắc bồn rửa. Bồn rửa thường xuyên tắc nghẽn do bị dầu mỡ bám. Để cải thiện tình trạng này, bạn cho một chút muối pha với baking soda. Sau khi đổ hỗn hợp này vào rãnh thoát, bạn tiếp tục đổ vào 2 ly nước sôi. Chỉ với cách đơn giản này mà sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi bồn rửa bị tắc. Lau sạch sáp nến bằng máy sấy. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ sáp nến trên sàn hoặc bề mặt gỗ bằng cách làm cho sáp trở nên mềm hơn nhờ máy sấy tóc để ở nhiệt độ tối đa. Khi sáp tan ra, bạn dùng khăn giấy để lau sạch sáp, sau đó rửa vùng bị bẩn với một hỗn hợp giấm và nước để làm bóng gỗ. Lau bụi trên đèn màu bằng các sợi vải. Những chùm đèn màu rất dễ bị bám bụi và thật khó để bạn có thể lau chúng. Bạn có thể dùng những nắm sợi vải nhỏ len vào những khe trong chùm đèn để bụi bẩn bám vào sợi vải, chùm đèn của bạn sẽ lại sáng bóng như mới. Vệ sinh tủ lạnh bằng quả bóng bằng vải. Tủ lạnh thường bốc mùi do chứa rất nhiều loại thực phẩm.
Để loại bỏ những mùi hôi này, bạn để một quả bóng bằng vải cô tông với hương vani ở góc sau của tủ lạnh. Chúng sẽ hấp thụ những mùi hôi của tủ lạnh và giúp tủ lạnh luôn thơm tho sạch sẽ. Loại bỏ rỉ sắt bằng baking soda và nước cốt chanh. Nếu bạn muốn loại bỏ vết bẩn như rỉ sắt ở bồn rửa mặt, bạn nên làm theo cách sau. Đầu tiên, chà bồn rửa bằng một hỗn hợp được tạo ra từ baking soda và nước cốt chanh. Chà hỗn hợp trên khu vực rỉ sét và để trong nửa giờ. Sau đó lau nhẹ vùng rỉ đó với một miếng vải ẩm. Với những vết rỉ ít hơn, bạn có thể trực tiếp cọ sát một miếng chanh vào chỗ bị rỉ để làm sạch chúng. Loại bỏ nấm mốc trên gạch mặt oxy già. Để loại bỏ nấm mốc ở những viên gạch trong phòng tắm, bạn có thể sử dụng nước oxy già. Đổ trực tiếp oxy già lên chỗ bị nấm mốc, sau đó lau bằng một miếng vải ướt, sàn nhà tắm của bạn sẽ hoàn toàn sạch bóng. Làm bông kẹo cao su bằng bơ đậu phộng. Nếu bạn vô tình để kẹo cao su dính trên sàn nhà hoặc trên tường, bạn có thể rắc một ít bơ đậu phộng vào chỗ bị dính kẹo cao su và rửa sạch với nước ấm. Tinh dầu trong bơ đậu phộng ngay lập tức sẽ làm cho kẹo cao su bong ra. Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị khán giả sẽ có thêm được nhiều kiến thức để áp dụng trong đời sống gia đình thường ngày. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.